Anh em nào có nhu cầu nạp Starbucks, nạp Esteban, nạp tất cả các bác trong store, cày thuê, hải khó, leo ren, hãy liên hệ Zalo mình 0967829982. Cảm ơn anh em. Chào tất cả anh em đã trở lại kênh của mình. Thì hôm nay anh em được biết là hôm qua bên FC3 anh em có buổi live stream nói về sự kiện Top S sắp tới, cực kỳ hot nha anh em. Tại vì hôm qua anh em mình có đá banh anh em, U23 Việt Nam đá, nên sáng nay dậy hơi trễ chút, hơi mệt chút anh em, nhưng mà đang cố gắng là dậy làm clip cho anh em để mình cùng chia sẻ bàn luận về cái sự kiện Top S sắp tới trong cái bộ live stream đó như thế nào. Thì hôm nay mình sẽ gọi là làm clip gọi là review lại cái bộ live stream đó cho anh em, và anh em mình cùng bàn luận với nhau ha, để xem nó như thế nào. Thì cũng khá là hot anh em, khá cực kỳ là ngon anh em. Sự kiện Top S mà là một trong những sự kiện gọi là hot nhất năm, ngon nhất năm luôn em, ngon hơn sự kiện Top Y luôn. Thì ok anh em, bây giờ mình vô mình sẽ vào review cái buổi live stream nó như thế nào về sự kiện Top S cho anh em chơi ha. Đó. Thì ok, bây giờ mình sẽ cho anh em xem những hình ảnh. Đó, đầu tiên đây là ba cầu thủ icon đó của giải Premier League Ngoại hạng Anh. Thì cái Top S thường thường đầu tiên đó là cái giải chạy là Premier League trước anh em. Sau đó tới hình như là Serie A rồi La Liga League 1 rồi mấy cái giải khác nữa anh em. Nói chung là mình cũng chưa coi là sắp xếp như thế nào. Thì cứ từ từ anh em, giải đầu tiên đi thì là Premier League trước đi. Đó là ba cầu thủ icon, đó là Patrick Vieira nè, Dalglish nè, Ricardo Cavanho. Đó, over bây giờ là 99 là cao nhất anh em. Sự kiện Top S là 99 cao nhất, rất là khủng khiếp. Tiếp tục là những cầu thủ Top S của Premier League. Đấy, tập sơ qua cho anh em đi. Có Eden Haaland nè, Van Dijk nè, Comprine nè, De Bruyne nè, Saliba nè, Foden, Son, Gabriel, Salah, Rodri, Saka, Watkins, Alisson, Mark Alister, Diaz, Mazdo, White, Farmer nè, còn Garnacho nè, Douglas Lewis. Đó, đó là những cầu thủ gọi là của Premier League nha em, Top S nha. Nhưng mà mình còn rất là nhiều nè, còn rất là nhiều chứ không phải riêng cầu thủ này đâu. Còn những cầu thủ lẻ tẻ khác nữa. Tiếp tục, đó là những cầu thủ có giải khác. À, nói chung là cái này linh tinh anh em. Như còn Modric nè, Di Maria nè, Nani nè, Kante nè, Hakapi nè, Bruno Fernandes nè, Rafinha nè, Romero nè, Bisset nè, còn Merino nè, Havertz nè, Vaquez nè, Subolai nè, Doku. Đó, nói chung là những cầu thủ giải khác rồi mấy cầu thủ linh tinh anh em. Ok anh em, đó là những khởi đầu, những là giới thiệu những cầu thủ Top S cho anh em giải Premier League và giải khác. Tiếp tục, đây là bộ live stream đầu tiên mới vô, nó sẽ giới thiệu cho anh em là những cầu thủ Premier League ha, giống như nãy mình nói đó, có những con hàng như thế nào, những cầu thủ như thế nào. Tiếp tục, đây là cái phần main trong cái phần chơi sự kiện Top S. Có cái phần gọi là Go To, Top S Starbucks, đó là con Livery. Cũng ngon anh em. Đấy, là phần giới thiệu ha. Tiếp tục, đây là cái quà, đây là One Up nè, cái quà nè, cho anh em mỗi ngày nè. Anh em nếu mà anh em là gọi là hoàn thành 5 lần đó, đủ á, thì ok, sẽ mở cái quà này cho anh em. Tiếp tục, đây là cái quà của cái sự kiện này. Ví dụ anh em chơi một lần đầu tiên một điểm thì được con 93, tiếp tục là 10, cũng là con 93 luôn anh em, 17 nè, cứ lên dần anh em, 24, 31 gì đó, có logo là cầu thủ của giải này nè. Đó, cứ mở dần dần lên ha, mỗi giải khác nhau nè, La Liga nè, Serie A nè, đó, League 1. Nói chung là mình gọi là chia sẻ thôi. Thật ra cách chơi thì ngày mai, ngày 1, ngày 29 á, bắt đầu nó chơi thì mình sẽ vô mình review tiếp tục. Chứ bây giờ nói chơi, nói thẳng ra thì cũng không có phải là rõ ràng lắm. Thì nó nói trên cái like thôi nè. Đó, thì cuối cùng là 40 điểm sẽ là được một cầu thủ gọi là Top S. Đó, hên xui anh em. Đó, quay hên xui. Đây, đấy, một cầu thủ Top S là không bán được. Nó kêu sau khi anh em unlock 40 cái daily quanh nè, đó. Đó là sẽ năng lên nhận quà này. Đấy, ok anh em, quá tuyệt vời anh em. Nói chung là sự kiện nào cũng sẽ có re cho anh em thôi, anh em cứ yên tâm. Quan trọng là re được over bao nhiêu. Đó, over mặc định á thì thường thường nó rất là thấp. Như là sự kiện này hình như là over 94 là re mặc định rồi, những con hàng 94 cho anh em rồi. Còn ngoài ra nữa anh em, quay nhân phẩm nữa, hết xui anh em, được con 9998 thì sao, nó khác nữa. Đây, tiếp tục, này là phần mấy cầu thủ Premier League. Nó cho anh em là go to store, lên store, quay mở bắt gì đó được mấy cầu thủ này.
Tiếp tục đây là phần giới thiệu về phần top ad đây, cái phần exchange là sự kiện chơi challenge mod nè, hoặc là anh em cái nhiệm vụ ngày của anh em nè, nó nằm trong đây ha. Tiếp tục qua phần family, phần này quan trọng, phần này mỗi tuần hình như là mỗi tuần nó sẽ mở một giải cho anh em á. Giải đầu tiên là family, còn giải thứ hai ấy, để mình coi lại anh em ơi, để mình nghiên cứu coi lại coi nó sẽ công bố như thế nào cho anh em ha. Ok, bây giờ mình sẽ vô mình chơi giải family như nào. Chơi giống như là skill game, chơi trận đấu thôi, lấy điểm thôi anh em. Đó, nó có điểm top S kìa, top S family nha. Đó, sau anh em mang qua đây anh em đổi điểm nè. Như chung là anh em chơi xong á, đủ trên 50 trên 50 á, thì anh em sẽ lấy được cái 50 điểm top S. Đó, A. Đó, mỗi ngày. Hoặc là anh em coi quảng cáo, đó, được thêm điểm nữa. Cái này thì cũng như bình thường với sự kiện khác thôi. Cứ chơi kêu game trận đấu rồi anh em đủ điểm nên đổ quà. Giống như sự kiện stand to run đó anh em. Đó, mỗi ngày anh em nếu mà chơi đủ á, nhận được 100 điểm. Đó, cái này được cái 50 thôi. Tiếp tục là anh em mở khóa nè, có điểm rồi anh em vô mở khóa từ từ từ. Đấy, số 1, số 2, số 3 nè. Cứ mở lên số 7, số 8 nè. Rồi cuối cùng là anh em nhận Ri, một cầu thủ over 95 anh em. À mình 95 chứ mà là 94 anh em, 95. Cái này là một cầu Ri mặc địch nha anh em. Đó. Còn ngoài ra anh em qua nhân phẩm gì đó được thêm nữa. Tuyệt vời anh em, tuyệt vời. Gọi là over 95 anh em ơi. Rồi sự kiện này được Ri mặc địch là over 95 và Machino. Anh em chỉ chọn một trong ba cái đặc quà thôi. Nhưng mà mình nghe nói là sự kiện này á, mình nhận được rất là nhiều con Marciano nha anh em. Đó, con up brand tuyệt vời. Nhưng mà quan trọng là bao nhiêu con thì chưa xác định rõ ràng đâu, tại vì mình còn chờ gì nữa thôi, chờ mình lấy không. Đó, quá trời Marciano nha anh em. Tiếp tục qua phần stop S icon. Stop icon thì nó hơi khó hơn một chút, có nghĩa là bắt anh em phải chơi trận đấu hoặc là đá vế tách hoặc là head to head để anh em lấy điểm. Nó cũng giống như sự kiện Centurion mình đang chơi vậy đó. Thích chơi là mình chơi. Đó. Tiếp tục là xong đó mình có quảng cáo lấy điểm của top S icon. Mình có điểm đó mình sẽ sút cung thành. nó làm vui vui thôi, sút cung thành thôi là mình chọn nè. Cái over nè, vị trí nè, tên nè, quốc gia nè, giống như cái Mike Tyson gì đó. Mình cứ mở từ từ, cái over bao nhiêu, rồi tên cầu thủ, vị trí, quốc gia nó lộ ra cho anh em. Đây, kế bên sẽ là phần quà ha. Mở cái này cũng hên xui anh em. Khi anh em mà sút 9 lần trên 9 lần đó là được đủ là nhận quà thôi. Đó. Đây. Cái này phải dùng điểm anh em, dùng điểm của thằng top S icon thì mới mở được cái bia nè, cái gọi là bia bánh nè. Đó, mở được từ từ. Cũng hơi căng nha anh em, cũng hơi nhiều nè. Mở khá nhiều điểm á. 225 điểm mà được có một cái bia thôi. Ghê thiệt chứ. Đáng hơi phê nha, đáng phê nha. Này hơi phê nha. Đó, không có giấy anh đâu. Đó. Tiếp tục phần top S arena. Top arena thì nó cũng gọi là chơi, nó cho anh em gọi là mấy cái điểm năng lượng á để anh em đá trận đấu hoặc là vs tắt hoặc là head to head tiếp lấy điểm tiếp. Mấy này hơi căng anh em, tại vì đi chơi mấy vs tắt hoặc là head to head thì điểm nó mới cao, còn đá trận đấu á thì điểm nó hơi thấp chút. Nên anh em tùy thôi, tùy anh em đá là thuần over bao nhiêu thôi. Thường thấy anh em đá vs tắt là nhiều nhất, nó dễ nhất, đá nhanh nhất, còn head to head hơi lâu. Nhưng mà anh em tay to thì đã nữa hết chứ hết, nó lấy điểm nhiều cao. Đó. Tiếp tục. Đây là cái vé Ri nè, nó cho anh em có 3 cái vé Ri thôi. Top S Arena Injury, có nghĩa là năng lượng, có điểm năng lượng anh em. Đó, Ri được 3 vé thôi. Đấy, cần chưa có 3 vé thôi. Sau khi anh em đã có điểm rồi, anh em sẽ đổi điểm ở đây. Đó, đổi quà anh em, tuyệt vời. 20, 30, 40. Cái này giống như cái đợt rồi là đá cái gì ta? Mình đá cái gì nữa nhờ, nhớ đá cái gì nữa nhờ. Mình được 900 điểm, mình được cái quay cầu thủ anh em 900 rồi 400, 200 nha. Tự nhiên mình quên anh em. Cái sự kiện vừa rồi đó, không nhớ đó, anh em là nhớ thì bình luận dưới vui vui ha. Đó, nó cho điểm nè, quay như vậy nè. Đó, cứ quay là 20, 30 nè, 40 đó, mình quay, coi lấy quà thôi. Đấy, quá ngon anh em. Đây, cầu thủ từ 75, 99 nè. Rất là nhiều anh em, ngon luôn. Đấy, anh em là tay to thì cứ đá càng nhiều, cứ mua thêm cũng được đó. Mua thêm vé, đá tiếp để kiếm được 300 vé, và quay được cầu thủ 92, 99. Quá tuyệt vời anh em, quá ngon luôn. Đấy. Ok anh em, đó là phần Stop S Arena. Nói chung mình đá để mình chơi đấy, để mình đổ quà thôi. Đây, cuối cùng cái con Machino nè. Ô, ngon ghê ta. Machino thật sự chuyện này nó là cho nhiều lắm. Anh em cứ yên tâm, pha hồ up rank luôn. Đấy, 300 điểm mới đổ được một con Machino, cũng hơi căng anh em. Thay vì thì vậy mình chơi nhân phẩm 92, 99 còn hơn. Đúng không, đó. Đây là cái phần quà đây. Nếu mà anh em gọi là mở 30 lần cái phần kia thì sẽ được một cầu thủ over 94. Tùy chọn anh em. Chọn một trong hai trong ba cầu thủ thôi nha, cũng phải hết nha. Đó. Nói chung 94 giờ cũng thấp rồi.
thà nó cho Ri 95 như nãy thì ngon hơn. Ngon hơn. Đó, đó là phần Stop at Arena cho anh em. Cũng đơn giản, anh em thấy sự kiện này cũng đơn giản lắm, không có gì nhiều hết, chơi cũng bình thường như mấy sự kiện khác thôi. Chỉ là nó thay đổi là cái là sự kiện Top S cho anh em mà cũng ngon thôi cho anh em thôi. Đó. Cuối cùng là U Top S. À, Ultimate Team of the Season. Đó, cái này là phiên bản nâng cấp của cầu thủ của Top S cho anh em. Cực kỳ ngon, giống như là Top Y, U Top Y đó. Đó, nâng cấp lên, một phiên bản nâng cấp lên. Quá tuyệt vời anh em. Nhưng mà nó chưa công bố đâu. Cái phần U Top Y này á, thường thường sorry anh em, U Top S này á, thường thường là 2 tuần cuối cùng nó mới công bố cho anh em để anh em lấy anh em chơi. Đó, thường thường như vậy nha anh em, thường. Còn không biết năm nay nó công bố sớm không, giống như sự kiện Top Y không, nó công bố cái đội hình 12 cầu luôn. Nhưng mà cái U Top S này thì mình nghĩ là chắc tầm 2 tuần cuối cùng nó mới công bố cho anh em thôi. Đó. Nhưng mà cũng đoán cũng dễ, cái này cũng dễ, nhiều lúc mấy cầu thủ mà U Top S đó, thường thường những cầu thủ đã hay thật sự thì nó mới update lên rồi cái là nâng cấp lên cho anh em. Thì ok anh em, đó là phần U Top S chưa công bố. Ok anh em, tiếp tục đây là cái giao diện của sự kiện Top S đây. Tiếp tục là phần Starbucks. Phần Starbucks thì có một cái đây thay đổi là cực kỳ là ngon cho anh em đây. Đó. Thì Starbucks đợt này là con Liberty ha. Thay đổi cực kỳ lớn là gì? Mình chỉ cần đi đến mốc 30 thôi là đã nhận Liberty rồi anh em. Thường là mốc 60 thì mình mới nhận được. Đó, bình thường nha. Còn này đến mốc 30 thôi lại có Ribery rồi, quá tuyệt vời anh em. Chỉ cần nửa đường thôi. Đó, anh em nằm lười cày á, chỉ cần nửa đường là có rồi. Đó, không cần cày hết luôn cũng được nữa. Đó. Thì đây là có nhu cầu nào có Starbucks này ok, cứ inbox Zalo mình anh em, mình nhận nạp cho anh em nha. Nhớ nha anh em. Ok anh em. Đó là phần Starbucks của sự kiện Top S tuyệt vời. Ribery over 97 LW. Đó, anh em thấy không? Mốc 30 lại nhận Martino nữa. Đó, sự kiện này Martino nhiều lắm. Tiếp tục, đây là phần nhiệm vụ ngày. Nhiệm vụ ngày thì để nó ra đi nè, rồi mình sẽ nói rõ hơn. Chứ nó nhiều cái lắm, nó như là chơi 15 trận Challenger nè. Đó, còn thành công mà 20 cái thời gian chăm sóc Admin Center nè. Đó, nó nhiều cái để nó ra đi. Mình sẽ gọi là hướng dẫn anh em chơi như nào, làm hàng nhiệm vụ ha. Tiếp tục, phần Agent cực kỳ ngon luôn. Cầu thủ không bán được, nhưng mà ngon anh em, ngon, hên xui chờ nhân phẩm. Đấy, này là trên ha, 9498 là có hai cái 9498 nè. Có thêm cái phần 9499 á. Mình nghĩ 9499 chắc cầu thủ over cao đây. Cho vô cao hơi nhiều, hơi tốn nha. Đó. Tiếp tục store nè, store thì có mấy số bắt cho nên em mở là bình thường thôi. Không có gì hết, mở bằng Gen hoặc là gọi là FC Bon. Đó, bình thường. Tiếp tục phần exchange trong phần store, nó là phần đổi điểm anh em. Cái điểm mà Sensuran đó. Đó, anh em đang chơi anh em nhớ đừng có bỏ nha. Đó. Đó là 4 điểm Sensuran đổi được 1 điểm Top S Icon. Đó, Icon Ball cho anh em thấy không? Icon Spawn cho anh em thấy không? Nhưng mà nó tối đa cho anh em được có 80 điểm thôi à. Đó là chiếc Limited 80 anh em thấy không? 80 điểm thôi, hết rồi. Đấy, không biết 80 điểm hay là 80 lần ta. Mà như 80 lần anh em ơi, 80 lần là 80 điểm mà. Đúng rồi, 80 điểm mà, ít quá, không có nhiều. Tại vì nó không có nói rõ đâu, chỉ chiếu cho mình cho cái này nè, mình thấy 4 nè. 4 với là boost limited 80 nè, tối đa 80 à. Ô vậy là cái 80 anh em ơi. 80 lần. Vậy là 3000 mấy điểm mà ta. Không. 4 300 mấy à. Ờ ít lắm anh em ơi. Nói chung cũng không có nhiều lắm. Chứ là 4 điểm của cái Sensuran được 1 điểm icon bon. Đó, vậy đi. Ok anh em, còn đây là những cầu thủ trong sự kiện Top S đầu tiên là Famous trước ha. Những cái icon nè, những cầu thủ giải khác nè. Đó. Thì bây giờ mình sẽ cho xem anh em một chỉ số của một số cầu thủ ha. Như là Patrick Vieira nè, chỉ số cực kỳ ngon luôn em. Nhưng mà kêu có 3 sao thôi. 3 sao hơi đáng tiếc thôi, đáng tiếc cái này khỏe. Hơi đáng tiếc thôi, xài cũng khá ngon. Tiếp tục là Dylan nè, khá ok nè, con này hơi lùng thôi. Được cái lùng nhưng mà tốc độ rồi dứt điểm khá ok. Đây, Luka Modric được boost thêm cái tốc độ khá tốt anh em. Con này thì lớn tuổi rồi nhưng mà boost tốc độ khá tốt. Mấy con cầu thủ trong game á được boost khá nhiều anh em, thật sự được boost khá nhiều á. Tiếp tục là con Pride. Khá ngon luôn. Kỳ này mình thấy mấy cầu thủ là của Arsenal á, rất là nhiều anh em, rất là nhiều luôn. Đây là Van Dijk nè, khá ngon luôn. Đây, Kevin De Bruyne. Mấy cái phiên bản này nó có rất là nhiều phiên bản luôn á. Nên anh em giờ đang chơi và qua phiên bản này nữa rất là nhiều. Cũng hơi phí anh em, phiên bản cũ á. Đây là Foden nè, Foden cũng khá tốt nè, đang khá phần trong phong độ nè.
còn Ricardo Carvalho nè, còn Saliba nè, còn Gabriel, Rodri, Saka cũng ngon luôn em. Thấy ở ngoài đời múa máy dữ lắm em. Sao trong game cho có 3 sao em ơi, kêu có 3 sao à, không hiểu luôn đó. Ngoài đời thấy nó múa máy dữ lắm mà, nó lười cũng khá hay á, mà không hiểu sao mà game nó cho có 3 sao à. Giống như con Van Vader vậy đó, Van Vader thì mình thấy cũng khá hay, khá tốt mà kêu có 3 sao không cho 4 sao được, thật sự là đáng tiếc thật sự. Tiếp tục là con Răng Phăng Ribery trong Tabat, khá ngon em. Con này hơi lồng thôi nhưng mà được cái tốc độ rơi bàn tốt lắm con này nè. Ấy, Salah nữa, ngon luôn, ngon Salah nè. Son Heung-min, quá tuyệt vời. Viking, con Viking này cũng khá ngon nhưng mà kêu có 3 sao thôi em ơi, cũng hơi đáng tiếc cho con này. Đây, Farmer em, Farmer đang phấn đất phong độ ở Chelsea đây. À, Kante lâu lắm rồi mới thấy một phiên bản mới của Kante nè. Kante lâu lắm rồi, quá là nghĩ là không nghe tiếng luôn, từ khi qua giải Ả Rập. Tiếp tục là con Masca Alistair của Liverpool. Đây là đội hình ha, đội hình của Top S đây, Premier League đây, cũng khá ok. Đây là cái giao diện mở bắt của Top S ha, là cuối cùng thì ok anh em, đó là mình đã review sơ qua cho anh em cái sự kiện Top S mùa livestream như thế nào. Thì anh em thấy thế nào? Thấy thế nào anh em? À, mình thấy quá ngon đi. Overmark là 99 nha. Đó. Còn ngoài ra thì nó từ từ sẽ mở cho anh em cái giải khác nữa. Đầu tiên chỉ là Famlist thôi. Năm nào cũng vậy hết. Đầu tiên là Famlist, sau đó là giải khác cho anh em. Thì từ cái tuần này nó mở tiếp cho anh em. Anh em cứ bình tĩnh và chơi, không cần vội vàng đổi cầu thủ gì hết, cứ từ từ thôi em. Đó. Thì ok anh em đã chuẩn bị như thế nào cho sự kiện Top S rồi. À. Để ngày mai mình sẽ làm thêm một clip nữa để cho anh em những cái điều mình cần chuẩn bị ha, cho sự kiện Top S như nào. Không riêng gì tích gen hoặc là tích coi nữa đâu, còn những gì khác nữa. Đó, ngày mai đi anh em ha. Thì anh em mình review sơ thôi, có cái buổi live stream Top S như thế nào, anh em thấy thế nào, cứ bình luận vui chia sẻ với nhau ở dưới. Thấy xem sự kiện này như nào, ngon không mình thấy ngon nha ha. Thì ok anh em, thấy clip này hay thì nhớ like share cho mình nha anh em, và anh em chưa đăng ký nhớ đăng ký ủng hộ mình nha. Cảm ơn anh em, xin chào anh em.